Thưa quý vị, một bản tin của phóng viên Minh Hoàng tổng hợp đăng trên trang Tri thức Việt Nam. Bộ Công an muốn gom gần 750.000 dân phòng bảo vệ thành lực lượng mới. Gần 750.000 dân phòng bảo vệ dân phố, công an bán chuyên trách được gom thành một lực lượng mới mang tên Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Truyền thông nhà nước vừa đưa tin Bộ Công an Việt Nam muốn thành lập một lực lượng mới với tên gọi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trực tự ở cơ sở. Lực lượng mới này là gom từ ba lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách. Lý do thành lập được Bộ Công an biện giải là để tránh chồng chéo, mâu thuẫn, trồng lấn giữa ba thành phần trên. Theo tờ Thanh Niên hôm 7 tháng 7 cho biết, lực lượng mới sẽ có con dấu riêng, phù hiệu riêng, trang phục riêng, với những quy định về chủng loại công cụ hỗ trợ, tiêu chuẩn định mức về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Những người này sẽ chịu sự lãnh đạo điều hành quản lý về tổ chức và chỉ đạo chung về công tác của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn, đồng thời thực hiện theo chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ an ninh trật tự của cơ quan công an và tham gia phối hợp với công an xã phường thị trấn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng theo tờ thanh niên. Báo chí Việt Nam dẫn lại số liệu từ Bộ Công an cho biết, lực lượng mới sẽ có khoảng 741.635 người, nhưng mức lương cụ thể để trả cho gần 1 triệu người này thì lại không có đăng mà chỉ thấy ghi là mỗi thành viên được hưởng mức bồi dưỡng hỗ trợ hàng tháng được hỗ trợ đóng góp và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Xin được nhắc lại, theo bản dự toán ngân sách trung ương hồi năm 2019 thì tổng thu ngân sách trung ương là 810.099 tỷ đồng nhưng Bộ Công an đã được chi đến 82.348 tỷ đồng chiếm hơn 10% tổng thu. Trong khi đó Bộ Y tế và Bộ Giáo dục thì lại được chi rất khiêm tốn, lần lượt là 14.816 tỷ và 7.661 tỷ đồng. Tính ra, chi cho bộ công an cao gấp 4 lần số tiền chi cho y tế và giáo dục cộng lại. Trở lại việc bộ công an muốn thành lập lực lượng mới, tài khoản Đỗ Văn Hải nhận xét, cần xem lại cách quản lý điều hành hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố hiện nay, theo tôi là tốn kém không hiệu quả. Tài khoản có tên Văn Hiếu Phạm thì ghi lực lượng này chưa đủ chuyên môn để đảm trách công việc, tư cách đạo đức cách xử lý tình huống chưa đúng, đưa vào hoạt động chỉ có bắt nạt dân. Muốn tốt thì nên cần ban luật riêng rõ ràng về lực lượng này. Một tài khoản tên Nghĩa thì ghi nhớ là lực lượng này sống bằng ngân sách nhà nước, tương đương gần 1% dân số. Như vậy cứ 100 người sẽ phải nuôi một người trong số họ. Họ là bao nhiêu phần trăm của nhóm người sống bằng ngân sách đây? Một tài khoản khác, Đặng xung Diện thì ghi, không cần phải có con dấu riêng làm gì, lại đẻ ra một bộ máy công quyền tốn kém nữa, nên gắn trách nhiệm và ý thức cao. Thưa quý vị, bình luận về sự việc này, tác giả Nguyễn Đình Văn trên trang Dân Làm Báo có bài viết Côn đồ được chính quy hóa bởi Côn An. Lực lượng thanh gươm và lá trắng của đảng Cộng sản không phải chỉ có thành phần công an. Bên cạnh công an là đám côn đồ được chế độ dán nhãn hiệu dân phòng, bảo vệ dân phố, công an bán chuyên trách. Cả hai thành phần này chung chạ lẫn lộn vào nhau để trở thành côn an nhằm thực hiện sứ mạng được đảng hèn với giặc giao phó là ác với dân. Để chính thức tình trạng tuy hai nhưng là một, Bộ Công an đang dự trù hệ thống hóa 750.000 côn đồ thành một lực lượng mới mang tên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Bộ Công an đưa ra ba lý do để chính thức hóa tên côn đồ trong số 750.000 tên côn đồ vào biên chế. Thứ nhất, công an chính quy không đủ người để hành dân, cần thêm côn đồ. Thứ hai, hoạt động của 750.000 côn đồ có tác động trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, lực lượng côn đồ này sẽ bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân. Và điều thứ ba, côn đồ sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác của công an. Theo dự thảo luật được đưa ra bởi Trùm công an là Tô Lâm thì đám côn đồ này sẽ hoạt động như một lực lượng chính quy, có văn phòng, có cơ sở hoạt động, có con dấu riêng và được rải ra khắp các địa bàn thôn làng ấp bản buôn xã phường thị trấn. Tất cả sẽ được cung cấp hồ sơ của người dân, được trang bị trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận và phương tiện búa, liềm, giao phay, mã tấu, súng nhập cảng từ tàu, vân vân để tác động trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân. 750.000 tên côn đồ được chính quy hóa này sẽ được bồi dưỡng, hỗ trợ hàng tháng, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng tiền thuế của đối tượng mà chúng nhắm đến đó là người dân. Chỉ đạo và chịu trách nhiệm cho đám côn đồ này là côn an. công an và côn đồ đã chính thức trở thành một